Xin chào các bạn, để tạo điều kiện cho tiêm kích F-16 hoạt động, các chuyên gia cho rằng Ukraine phải tập trung nỗ lực đánh bại hệ thống phòng không Nga ở hậu phương, cũng như là trên các vùng lãnh thổ do Moscow và kiểm soát. Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, để sử dụng F-16 vừa chính thức tiếp nhận, lực lượng phòng vệ cần tập trung nỗ lực vào việc đánh bại hệ thống phòng không của đối phương ở hậu phương Nga và trên các vùng lãnh thổ do Moscow và kiểm soát bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận máy bay F-16 đã đến Ukraine vào ngày 4 tháng 8 và ông đặc biệt cảm ơn Đan Mạch, Hà Lan và Mỹ. Việc này tiếp tục đánh giá Ukraine sẽ cần một số lượng lớn máy bay F-16 để triển khai chúng ở quy mô cần thiết để tích hợp thành công các máy bay chiến đấu vào hệ thống phòng không rộng hơn. Ukraine cũng sẽ cần tiếp tục nỗ lực đánh bại các hệ thống phòng không ở hậu phương Nga và trên những vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để có thể sử dụng máy bay F-16. Các nhà phân tích chỉ ra rằng một số quan sát quân sự của Nga đã phản ứng với sự xuất hiện của F-16 bằng cách cố gắng hạ thấp tác động tiềm tàng của chúng trên chiến trường. Họ nói rằng truyền thông phương Tây và Ukraine đã thổi phồng sự xuất hiện của dòng chiến đấu cơ này để đánh lạc hướng khỏi những thất bại của Kiev trên chiến trường. Nhiều nhà quan sát người Nga ngay lập tức chuyển sang thảo luận về cách lực lượng Moscow sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu và phá hủy chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất. Các nhà bình luận và quan chức Nga thường xuyên tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine là danh giới đỏ và nếu vượt qua sẽ buộc Moscow phải dùng đến biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng Nga đã nhiều lần chứng minh rằng việc ám chỉ đến cái gọi là danh giấy đỏ như một động tác kỹ thuật có tính toán để buộc phương Tây không cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev. Kể từ khi bắt đầu xung đột, các chính trị gia phương Tây và Ukraine đã nhiều lần vượt qua danh giấy đỏ do Moscow tự xác định mà không gây ra phản ứng đáng kể nào từ Nga. Điều này xét theo những bình luận của các kênh thông tin quân sự Nga, cũng sẽ xảy ra trong trường hợp Moscow phản ứng với việc cung cấp máy bay F-16. Những điểm đáng chú ý trong báo cáo ngày 4 tháng 8 của Viện nghiên cứu chiến tranh. Thứ nhất, vào ngày 4 tháng 8, lực lượng kép được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một kho dầu của Nga ở khu vực Rostov và các cuộc tấn công bằng tên lửa vào những kho nhiên liệu ở vùng Luhansk do Moscow kiểm soát. Thứ hai, Ukraine khẳng định họ đã nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên do Mỹ sản xuất. Thứ ba, những nhà quan sát quân sự người Nga đã phản ứng với sự xuất hiện của F-16 bằng cách cố gắng hạ thấp tác động chiến đấu tiềm tàng của chúng và mô tả việc chuyển giao chiến đấu cơ này cũng như các hệ thống vũ khí phương Tây khác là danh giới đỏ không thể vượt qua. Thứ tư, gần đây, quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận ở phía đông Bokoros, Adipka, phía tây Donetsk và ở khu vực biên giới hành chính của các vùng Donetsk và Zaburiza. Thứ năm, ngành công nghiệp quốc phòng Nga được cho là vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa, sử dụng các thành phần của phương Tây, Nga được cho là đang nỗ lực tìm cách ứng phó với máy bay chiến đấu F-16 sau khi Ukraine tiếp nhận những chiến đấu cơ đầu tiên này từ phương Tây. F-16 do Mỹ sản xuất là máy bay chiến đấu tuyến đầu được Liên minh NATO và các lực lượng không quân trên khắp thế giới lựa chọn trong 50 năm qua. Lợi ích mà F-16 mang lại cho Ukraine Ông Federico Bosari, chuyên gia quốc phòng tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu CEPA, cho rằng F-16 sẽ có 3 nhiệm vụ cốt lói. Thứ nhất, chúng sẽ phải tìm cách ngăn chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga thứ hai áp chế hệ thống phòng không của đối phương và cuối cùng là tấn công các vị trí quân sự do đạn dược của nga bằng tên lửa không đối đất chúng sẽ tác động đến một số yếu tố của cuộc chiến ông bosari lưu ý hiện tại nhiều thông tin về việc triển khai chiến đấu cơ f 16 sáu vẫn được giữ kín, trong đó có cả mục tiêu mà chính phủ các nước phương tây cho phép tấn công và những loại vũ khí họ sẽ gửi cùng với máy bay chiến đấu cơ f 16 sáu có thể mang theo tên lửa hành trình phóng từ trên không storm shadow do vương quốc anh cung cấp với tầm bắn hơn hai trăm năm mươi km có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ngoài ra, tìm cách này cũng có thể được trang bị tên lửa không đối không tầm xa, đe dọa máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của Nga. Các radar tiên tiến của máy bay sẽ cho phép phi công Ukraine xác định chính xác các mục tiêu nằm ở xa, vượt trội hơn so với các máy bay MiG-29, Su-27 và Su-24 mà Ukraine đang sử dụng. F-16 có thể cung cấp yểm trợ trên không cho quân đội Ukraine, nhưng việc hỗ trợ các cuộc di chuyển của binh sĩ Ukraine trên tuyến đầu có thể quá rủi ro đối với F-16, giờ chúng phải tiến gần đến hệ thống phòng không tinh vi của Nga. Dẫu sao đi chăng nữa, việc sở hữu chiến đấu cơ này có thể giúp khích lệ tinh thần các binh sĩ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, ông Bosari nhấn mạnh. Thách thức đối với Ukraine Marina Miron, nhà nghiên cứu tại khoa nghiên cứu chiến tranh King College London, Anh, đã chỉ ra một danh sách dài những thách thức mà F-16 mang lại cho Ukraine. Mỹ và châu Âu đang tiến hành đào tạo phi công lái máy bay F-16 cho Ukraine, nhưng khóa đào tạo này chỉ kéo dài khoảng 9 tháng, giống như một khóa học cấp tốc ngắn hơn nhiều so với khóa học 3 năm thông thường dành cho phi công phương Tây để điều khiển một cỗ máy hết sức phức tạp, điều đó đồng nghĩa với việc hiệu suất của nó sẽ bị hạn chế. Chưa kể F-16 cũng cần một số lượng lớn nhân viên hỗ trợ, chẳng hạn như kỹ sư bảo dưỡng lành nghề, nhân viên nạp đạn, nhân viên phân tích tình báo và phi hành đoàn hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Ukraine cũng phải thiết lập một mạng lưới các trạm radar, nhà chứa máy bay kiên cố, nguồn cung cấp phụ tùng thay thế và hệ thống tiết nhiên liệu. Bên cạnh đó, nước này cần phải cải thiện chất lượng của các sân bay vì cửa hút khí của F-16 nằm gần đường băng và có nguy cơ hút các mảnh vụn và bụi bẩn vào động cơ. Ngoài ra, các phi công Ukraine thiếu kinh nghiệm chiến đấu bằng máy bay F-16 sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia vào các cuộc không chiến. Rất nhiều vấn đề liên quan cần được giải quyết, bà Miran lưu ý. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1 tháng 8 cho biết Máy bay F-16 không phải là viên thuốc thần có thể thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Ông nói thêm rằng chính phủ Nga đã treo thưởng cho những binh sĩ phá hủy máy bay chiến đấu này. Theo giới phân tích, quân đội Nga có thể cố gắng phá hủy máy bay F-16 trên mặt đất bằng tên lửa tầm xa hoặc phá hủy những sân bay mà kép dành cho chiến đấu cơ này. Ukraine cho biết trước này có thể để một số máy bay chiến đấu tại các căn cứ quân sự ở nước ngoài để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Điều đó đã khiến cho Nga phản ứng gay gắt. Tổng thống Putin cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu của Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết chiến đấu cơ F-16 sẽ được đặt tại Ukraine. Các nhà quan sát cho rằng khi bay ở trên không, F-16 sẽ phải đối đầu với hệ thống tên lửa đất đối không di động S-300 và S-400 đáng gờm của Nga. Những hệ thống này có thể nhắm mục tiêu tấn công trên nhiều máy bay cùng một lúc. Chưa kể, Nga còn có hàng trăm máy bay chiến đấu đang hoạt động và các radar giám sát trên không hiện đại. Theo chuyên gia quốc phòng Federico Bosari, máy bay chiến đấu Su-35 của Nga sẽ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với F-16. Nó có radar tầm xa cho phép theo dõi và tấn công tới 8 mục tiêu cùng một lúc trên một khu vực rộng lớn. Nga có lẽ sẽ nhận thức được rằng họ phải đối đầu với một trong những chiến đấu cơ đáng gờm nhất Ukraine trong cuộc chiến và có thể là áp dụng những cách đối phó thận trọng hơn. Ukraine sẽ bảo vệ F-16 như thế nào? Giới phân tích cho rằng Ukraine cần phải đặt máy bay F-16 trong các nhà chứa máy bay kiên cố, phân tán chúng ở các địa điểm khác nhau, bố trí mô hình mồi nhử và sẵn sàng cất cánh nhanh chóng trong trường hợp có cảnh báo không kích. Chuyên gia hàng không Ukraine Anatoly Krochinsky nhận định, Nga có nhiều khả năng sẽ cố gắng tấn công máy bay F-16 tại các căn cứ không quân nơi chúng được cất giữ, nhưng Ukraine có hệ thống phòng thủ mạnh mẽ để đối phó với các cuộc tấn công như vậy. Ukraine có khả năng mạnh mẽ để bảo vệ các sân bay bằng hệ thống phòng thủ chống máy bay nhằm đánh chặn các cuộc tấn công của Nga. Trong suốt thời gian xung đột diễn ra, Nga đã cố gắng tấn công các sân bay của Ukraine, nhưng nhiều lần họ đã không thành công, ông Krasinsky nhấn mạnh. Theo chuyên gia này, chiến đấu cơ F-16 sẽ gia tăng đáng kể năng lực của không quân Ukraine trong việc bảo vệ không phận và gia tăng phạm vi tấn công tới các mục tiêu chiến lược của Nga. Với việc sở hữu chiến đấu cơ F-16, chúng tôi có thể giải quyết một số vấn đề đang gây tổn hại cho Ukraine, trong đó có các cuộc tấn công lớn bằng tên lửa của Nga, mối đe dọa từ bom dẫn đường trên không, cũng như việc Moscow triển khai các hệ thống S-300 ở các vùng Sumy và Kharkov. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.